Em xin chào các anh chị và các bạn trở lại với kênh Hoa Lan Cây Cảnh của em ha. Thì cũng đã lâu rồi thì em không có quay cái clip nào đăng lên kênh. Thì hôm nay nhân tiện em chia sẻ làm cái giò dendro này, em sẽ chia sẻ với các anh chị và em sẽ mời các anh chị cùng xem. Trước mặt các anh chị đây là một giò dendro một giò dendro bò vàng. Cây của em là cây đang hoa các anh chị. Và vấn đề chính hôm nay em chia sẻ với các anh chị là thay chậu cho cái chậu dendro này. Thay chậu cho cái chậu dendro này. Ở đây là có cái mầm gốc. Ở đây có cái mầm gốc nó đang lên nè các anh chị. Mầm gốc nó đang lên. Nhưng mà lý do em thay chậu là nó đã ra tuốt ngoài sát ngoài mép chậu. Cái thân trước nè, thân đang hoa nè. Thân đang hoa nó đã nhảy ra khỏi ngoài chậu, gần nhảy ra chậu. Thì cái thân này năm nay đợt sau này nó có thể là nó không có đủ giá thể để ăn, thì nó không đủ mập thì nó sẽ không cho hoa tốt với các anh chị. Và đây em sẽ quay cái ngọng hoa cho các anh chị xem đó. Cái ngọng hoa này thì em chăm nó không có được đạt lắm, nên là cái số lượng bông trên một cân trên một ngọng hoa nó không có được nhiều, nhưng mà nhiêu đây cũng đủ ngắm rồi các anh chị. Cái ngọng hoa này của em là nó nở cái cây khoảng tầm khoảng trên một tháng rồi các anh chị, nhưng mà hoa nó vẫn còn như thế này đó. Cái hoa nở đầu tiên vẫn còn nha các anh chị, nó có dấu hiệu nó sắp tàn rồi. Hoa này em cho ăn mưa ăn nắng thoải mái luôn, nhưng mà nó cũng khá là lâu tàn. Đó là khuôn hoa bò vàng nha các anh chị. Thì lâu rồi em cũng không có đăng liền trên kênh cả, thì nhân việc lúc này em đang làm lại giải cái chậu rồi nè. Thì thay vì phải đập cái chậu này ra, tháo hết giá thể ra và thay giá thể mới và trồng luôn cái chậu mới, thì em sẽ sử dụng cái biện pháp là em lồng chậu nha các anh chị đó. Tại vì cái ngọng hoa nó đây mình đang chơi cái ngọng hoa này đó, mình đang chơi cái ngọng hoa này mà mình đập cái chậu mình làm ảnh hưởng đến bộ rễ nó, thì mình bắt buộc mình phải cắt hoa nó đi. Còn trường hợp này là mình vẫn vẫn cho cái ngọng hoa vẫn chơi hoa được, và cái mầm gốc của này á nó vẫn phát triển bình thường các anh chị, hoàn toàn 100% không ảnh hưởng đến rễ của bộ bộ rễ của cái chậu này. Em đã làm cái chậu này vô trước các anh chị. Em không đến về clip nhưng mà lâu rồi không có đăng gì lên kênh, nên quay lại cái chia sẻ cái kinh nghiệm nhỏ cho các anh chị mình cùng xem. Đây là em chia sẻ thôi chứ em không có chỉ dạy ai nhé các anh chị đó. Còn cái thân này em đợi cái mầm gốc này nó lên khỏe, nó rễ khỏe, nó bám vào cơ thể rồi á, em sẽ bấm ngang đây, em chia cái thân này ra luôn và cho bên đây cái phần cơ thể còn trống nhiều rồi các anh chị đó. Em sẽ cho nó ra ở đây một hướng nữa. Đây nó còn một mắt ngủ bên này các anh chị đó, nó còn một mắt ngủ bên này
mình sẽ trao hướng nữa thì tầm thì khoảng năm sau thì cái chậu này hình sẽ thành cái chậu khủng các anh chị. Còn cái chậu này là cái chậu mũ da gỗ, phi của nó là phi 30 các anh chị. Đó. Đây thì thân cũng khá là đẹp, với lại cái dòng bò vàng này cái hoa nó khá là bền nên mình chơi rất lâu. Và em sẽ tiếp tục cho cái giá thể này vào. Đó. Cái phần giá thể này á, các anh chị cho hoàn toàn bằng gió, em trồng lại hoàn toàn gió thông hết nha các anh chị. Đó. Mình cho tất cả gió thông vào. Mình nên sử dụng gió thông mà size to chút nha các anh chị. Mình đừng sử dụng cái gió thông mà size bé quá thì nó ẩm quá, nó sẽ không có thoáng được bộ rễ này, nó sẽ dễ bị úng rễ cái phần rễ này nguyên cái chậu cũ nha các anh chị. Mình sẽ cho thông thoáng một chút. Và cái cây mầm tơ năm nay nó ra, mầm tơ này nè, nó ra nó sẽ chắc chắn nó sẽ có cái giá thể nó để ba nó để nó bám và nó ăn cái chất dinh dưỡng. Cái chậu bò vàng này là lúc em mua là mua từ cây cây giống các anh chị nè, từ cái mầm bé nhất mà đó, cái mầm bé nhất nè. Cái chậu này em trồng tầm khoảng được trên 6 tháng nha các anh chị, nay mới được ngắm hoa. Và cái ngọng hoa này em đã chơi nay khoảng trên 1 tháng rồi, hoa rất là bền nha các anh chị. Đó, nên em sẽ tiếp tục cho cái giá thể nó vào. Khi mà là mình đã cố định xong á, cho giá thể nào vào nó gần cỡ đây thôi các anh chị, chứ đừng có đầy quá. À, cái ưu điểm của cái cách lồng chậu này á là không bị chọc rễ, không ảnh hưởng tới cây và mình vẫn tiếp tục chơi hoa được. Và cây mầm tơ, cái thân mầm năm xa mầm giả hành tiếp tục nè, nó sẽ khỏe hơn, nó không có bị chọc do là không ảnh hưởng rễ như cái gì đó. Các anh chị hãy cho giá thể sắp sắp như thế này thôi, thì khi nào có rễ nó sẽ tự kiếm kiếm đi xuống, nó sẽ bám vào giá thể. Phần giá thể của cái chậu này á, em cho phần mặt khoảng 1 phần 3 chậu nha các anh chị. Còn ở dưới em hoàn toàn là em độ mốt để giúp thông thoáng bộ rễ cho nó không bị hư, bị úng. Nãy á, em nói có phần ưu điểm á, của nó là không bị dọc rễ mà mình vẫn tiếp tục chơi hoa. Còn có phần nhược điểm của nó là cái chậu này á, mình lồng vô thì thêm một cái chậu này, một chậu đất nung của đất nung với các anh chị đã nặng rồi, thêm một phần giá thể lên như ở ngoài cái chậu mình lồng vô các anh chị, nó thêm một mớ nữa thì nó sẽ có cái giò lan này cũng rất là nặng các anh chị. Nhưng mà để làm một giò lan, tạo được cái giò lan khủng thì mình nặng nhưng mà mình không sao các anh chị, miễn là mình có tác phẩm đẹp mình chơi là được rồi đó. Như thế này là tạm ổn các anh chị.
Còn phần giá thể này á, thì em toàn sử dụng 100% là gió thông hết. Lúc trước thì em trồng cái cây giống á, thì em trồng bằng dừa than củi mà dừa gió thông nên nó rất là lộn xộn, nhưng mà em tính đập cái chậu rồi ra em trồng lại, nhưng mà nghĩ lại là đập ra thì cái cây nó sẽ bị khựng lại một thời gian. Thôi vì mình chịu nặng một tí, mình giữ nguyên cái chậu này luôn, giữ nguyên cái giá thể này luôn. Chừng khi nào nó ăn hết cái chậu mình mà mình chậu này đi, khi nào ăn hết tới hết cái chậu này thì mình sau này mình tháo toàn bộ ra, mình thay hết giá thể một lượt. Thì cái chậu này ít lắm thì chơi chắc cũng được năm mấy 2 năm nữa các anh chị. Đó, năm mấy 2 năm nữa thay giá thể cũng vừa. Đó, còn cái cọng kẽm của cái chậu cũ này em nghĩ chắc mình nên mình tháo luôn các anh chị, để hôm nay nó rườm rà nó rối ra. Đó, nãy em chưa tháo cái móc cũ của các anh chị. Đó, rồi qua clip này em chia sẻ với các anh chị là cái cách mình lòng chậu, thay chậu cho nó không ảnh hưởng tới bộ rễ, 100% không ảnh hưởng tới bộ rễ. Nếu mà các anh chị nào mà thấy cái chia sẻ của em này hay thì cho em một like, một cái đăng ký nha các anh chị. Em xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi clip của em. Xin chào các anh chị và các bạn ạ.